Tất cả các bạn, tiếng Trung chấm L lại hân hoan chào đón các bạn đến với bài 11 của giáo trình Hán ngữ 1. Và chúng mình sẽ lại viết chữ Hán cùng với nhau. Cái chữ đầu tiên đó là bộ môn. Bộ môn thì các bạn viết ra làm sao? Nó chính là cái cửa đấy. Thì các bạn viết như này nhé. Chấm cả kéo xuống như này. Bạn đọc là gì ạ? Mấn là môn. Môn là cái cửa. Tiếp theo, ta có một cái từ khác. Đó là từ trại là tại. Ở đâu đấy? Ngang, phẩy, sổ, trong bộ gì? Thổ. Cái này bạn đọc là gì? Trại là tại. Ngang, phẩy, sổ, ta không bàn lại. Ta có bộ thổ. Thổ này có nghĩa là gì? Thổ là đất. Tiếng Trung đọc là thủ ấy. Nỉ trại chia mà. Bạn có nhà không? Đúng không? Bộ bú trại chia. Tôi không ở nhà. Ở trại ban công sư nè. Tôi đang ở văn phòng. Tiếp theo. Cái từ kế tiếp bạn có từ chữ tạo là viết. Đầu tiên bạn có bộ thì, sau bộ khẩu. Cái này bạn đọc là chư nhé. Chư này là chi, chi đạo. Thì này có nghĩa gì? Thì là mũi tên bắn lên trời. Khẩu là không bắn đến. Chữ tạo thì làm thế nào? Tường, tự. Bên ngoài là bộ gì? Quái sức. Cái này bạn đọc là tạo. Như này gọi là tường nằm nhé. Tường là cái giường hoặc là phiến gỗ. Ở bên dưới ta có chữ tự. Tự tức là gì? Tự mình. Thế bên cạnh là bộ chấm ạ, viết số 3 vẩy sang là bộ sức, hay là gọi bộ quai sức và bước chân đi. Tôi biết rồi, bộ chữ tạo. Tôi không biết một bộ chữ tạo thì chữ tạo mà bạn biết không? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang nguyên của một cụ, người ta gọi là tên khoa hao mà, là số điện thoại. Nì đặt tên khoa hao mà sư tua sở, số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Tên thì viết thế nào? Đầu tiên các bạn viết cái ruộng, điện đi qua cái ruộng. Người ta học là gì? Là tên là điện nhé. Điện là điện thoại hoặc là điện lực. Chữ khoa là bộ ngôn, đằng sau có bộ gì? Bộ thiệt. Bạn đọc là khoa. Nó là chữ gì? Chữ thoại. Lời thoại là lời nói. Đầu tiên ta có bộ ngôn, tức là ngôn từ. Đằng sau trên thiên giới khẩu tạo ra bộ thiệt. Thiệt tính tạo là sứa, tức là cái lực. Cái lưỡi nó phát ra ngôn từ, tức là phát ra âm thanh, phát ra lời nói. Khoa là lời nói mà. Tên khoa là điện thoại. Tách ra một chút nữa thì trên thiên dưới khẩu. Thiên là nghìn, khẩu là cái miệng. Khọ mà, bộ khẩu. Viết dấu số 5, ta đọc là khọ. Đấy là chữ hiệu. Chữ mạng thì sao? Bộ thạch, sau bộ gì? Bộ mạng. Ta có chữ gì? Chữ mạng. À, thì mạng. Thạch có nghĩa là viên gì? Viên đá. Làm từ sửa dốc xuống. Mình viết hơi khác trong sách ấy. Tại vì cái lối này là lối hành thương. Tốc độ nó nhanh hơn. Thế còn đằng sau bộ mã nó không nói. Đúng không? Tên khoa khao mã là số điện thoại. Nhìn tại tên khoa khao mã sư tùa sẵn 0912 lính chỉ ở giao ở 301 sang lính giao 381 sang ta giao 0943 lính chỉ ở sử gia 169 giao liệu triệu 184 giao 34. Thế cái số, các bạn nhớ cái số 1 cho số điện thoại thì người ta không đọc là y mà người ta đọc là giao. Nhớ đấy. Trong số điện thoại hoặc là số phòng ấy thì người ta không dùng là y đâu mà người ta đọc là giao. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Ta có một cái từ là từ chữ yến. Chữ yến có nghĩa là nhân viên. Chữ yến thì ta làm thế nào? Đầu tiên bạn viết như sau. Bộ nhị, bộ khẩu, bộ bát. Chứ bạn viết là chữ chức nhé. Nhĩ tức là cái gì? Nhĩ là cái tai. Khẩu là cái mồm. Bát là số mẹ. Bát là số 8. Nhân viên. Chữ yến thì bộ khẩu. Dưới bộ gì? Bộ bối. Bạn đọc là gì? Yến. Bạn viết là chữ viên nhé. Nhưng mà trong chữ viên này các bạn chú ý là trên khẩu và dưới bộ bối. Bối có nghĩa là gì? Bối có nghĩa là tiền bạc. Nhiều bạn không chú ý viết nhầm. Như thế này. Nếu dưới không phải là bộ bát mà là bộ nhi thì nó phải là chữ gì? Chữ này phải là chữ kiếm chứ, đúng không? Và tính tạo là chữ che. Trong từ cha che, tạm biệt. Bối thì nó là bộ bát, kiếm thì nó là bộ nhi, nhớ nhé. Chữ yến thì có nghĩa là nhân viên. Ủa ba bà, sử chữ yến, bố tôi là nhân viên. Ủa mà bú sử chữ yến, mẹ tôi không phải là nhân viên. Vậy nhớ chữ nhân viên kiểu gì? Nhân viên nghe nhiều, nói ít, thu 8 tỷ về. Mình đã là nhân viên thì đừng có bắt sếp, đừng nói là, đúng không? Sếp bảo sao nghe vậy? Ý kiến thì ít thôi. Sếp yêu, sếp quý thì tăng lên, đúng không?
Còn chữ yến thì là chữ viên đúng không? Nhân viên là người mở mồm suốt ngày, lương em đâu, lương em đâu, chả nghĩ gì để làm ăn cả, nên cả đời thì làm nhân viên thôi. Chữ yến là nhân viên. Bố bố sư chữ yến, tôi không phải là nhân viên. Bố sư là bản, tôi là ông chủ. Bố sư là bản nhé, tôi là bà chủ. Ví dụ thế. Chúng ta đi tiếp. À, có một cái từ khác, đó là từ ban công sự, là văn phòng. Thì bạn làm thế nào? Như này gọi chữ ban. Câu viên là ban luôn, là làm. Thì bộ gồm có bộ diện, bộ lực, tức là sức lực, nét phẩy và nét mác. Chữ cung thì làm thế nào? Chữ cung ý, thì là bộ bát và dưới bộ diện, bộ tư, và đọc này là chữ cung. Chữ công, công này công an, công viên, công cộng, dùng từ tất. Bộ bát trên dưới bộ tư, tư là riêng tư, bát là số 8. Chữ sự bạn làm thế nào? Miên, nhất, tư, thổ, đây bạn đọc là sự. Câu viên là chữ điện, chữ thất, ban cung thất. Cái phòng thì làm sao? Phải có mái, tức là có bộ miên, nhất, tư, thổ, và chữ diện, chữ trí, có nghĩa gì? Là đến. Người ta đến cái phòng đó làm việc cùng nhau thì nơi đó gọi là diện, là văn phòng. Ủa, giải ban cung sự nè, tôi đang ở văn phòng đây này. Tiếp theo bạn cần quan tâm một thứ là chữ trụ, là chú ngụ. Chú ngụ thì là ai chú ngụ nhỉ? Đầu tiên phải là gì? Là người chú ngụ đúng không? Người ngụ nhân đứng. Và sau là chữ chỉ phát âm của nó. Cái này bạn đọc là chủ, hơn phải là chú nhỉ? Chú ngụ nhân đứng người, và sau là chữ chủ, tức là chủ tướng ấy. Bây giờ mình muốn hỏi là bạn sống ở đâu? Nì chủ nà, nì chủ nà, nì là bạn đúng không? Chủ là chú ngụ, nà là ở đâu? Tôi sống Hà Nội, nhắn kiểu gì? Ủa chú, ủa nhá, chú khứa nè. Kết câu nhớ khuyên trò, ủa là tôi, chú là chú ngụ, khứa nè tức là gì? Hà Nội. Chữ khứa thì gồm có gì? Ba chấm thủy. Kế đến là chữ diện, chữ khả, tức là gì? Khả năng. Cái chữ khứa này thì là gì? Phần đằng trước là chỉ nghĩa. Sông thì phải có nước mà, đằng sau chỉ phát âm. Khứa 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 khứa. Chữ khả, tức là khả năng. Nệ, các bạn thấy cái cây nó cắm sâu trong lòng đất, tức là nội là bên trong. Nếu phân tích kỹ đó là bộ khuynh. Và trong là bộ gì? Nhân. Nội. Thế tại sao lại gọi Hà Nội? Tức là thành phố nằm ở trong các dòng sông, đúng không? Khớ nệ, ủa chu khớ nệ, tôi sống ở Hà Nội. Kế đến chúng ta đang cần phải giải quyết một từ là từ lấu, lấu là tòa nhà nhé. Chứ tòa nhà thì làm đầu tiên bạn viết cái gì? Bộ mộc nệ và dưới bộ gì? Bộ nữ, bạn đọc nó là gì? Lấu có nghĩa là gì? Lầu là tòa nhà. Nó có nghĩa là tầng lầu trong trường hợp sau, sang lầu lên tầng, xa lầu xuống tầng. Còn bình thường bạn hiểu nó là tòa nhà nhé. Ví dụ Vincom lầu, tòa nhà Vincom hả? Ví dụ thế. Thế thì nhớ chữ này kiểu gì? Tòa nhà được làm bằng gỗ, phải có gạo cho thợ ăn. Trên mễ và dưới gì? Trên mễ và dưới, dưới nữ, đúng không? Mễ. Tiếp. Tôi sống ở tòa nhà số 18. Ủa chủ sư ba lầu. Ủa chủ sứ ba lầu. Lầu mộc mễ nữ. Cửa số 7 chi mấn. Nhà số 10 sứ. Ví dụ như thế. Ủa chủ sứ ba lầu chi mấn sứ hạ. Tiếp theo, ta có một con số và số 0 chẳng hạn, thì cần phải nhớ như này. Trên là trời, dưới đất, mưa rơi xuống 4 giờ. Ở dưới có chữ lệnh, cả chữ này đọc là lính. Và số 0 thì phần đằng trên là chỉ nghĩa của nó đúng không? Trên trời dưới đất mưa rơi xuống 4 giọt vũ vũ và mưa. Ở dưới là chữ lệnh là chỉ phát âm của nó, cái tàu của lính. Tâm như là chữ lệnh hoặc là lính. Đây là điểm chữ án hiện đại. Phía trên chỉ ý nghĩa ngày nay mưa chả làm được gì nên là lính. Còn dưới chỉ phải phát âm lính là số 1, số 0. Kế đến ta có một cái trừ là cái nhà. Chia. Chia thì bạn làm như nào? Đầu tiên bạn có bộ gì?
bộ miên, ở dưới là có bộ thỉ nhá. Có chữ gì? Chia là ra, là cái nhà. Nhà thì có gì nhỉ? Có mái. Ta có bộ miên là cái mái nhà. Dưới là gì? Thỉ là đuôi con lợn. Trên người ở dưới lợn ở dáng nhà. Chia. Ủa, chạy chia nữa. Tôi đang ở nhà đây này. Ủa, chạy chia lợn. Ủa, chạy chia nợ. Tôi đang ở nhà. Cái nợ đấy có nghĩa là đang ấy. Khẩu này, thi này, và bộ gì? Bộ chủy. Chủy tức là bốn cạnh. Ủa, chạy chia đây. Tôi đang ở nhà đây. Ủa, chạy ban công sư nè. Tôi đang ở văn phòng đây. Thêm một chữ nợ có nghĩa là đang. Tiếp theo, chúng ta có một cái tên riêng của người Trung Quốc. Đó là sắc ở xin chữ. Sắc tức là sơn. Thì bạn làm nào? Một ngọn núi, hai ngọn núi, chân núi và ngọn núi số 3. Đây bạn đọc là san nhé. Nghĩa là gì? Sơn có nghĩa là núi. Bẩn thì bạn làm nào? Ngang, phẩy, gạch, trái, gạch phải, gạch ngang. Cái này bạn đọc là gì? Bẩn, tấm viên gọi là bản. Bản là cái gốc cây. Xin thổ, bát, cam. Cái này bạn đọc là gì? Xin. Tấm viên là chữ hạnh. Hạnh này là gì? Hạnh phúc. Thế thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi ta có một mảnh đất, thổ là đất, chỉ ra mấy tỷ, 8 tỷ, đổ bát ngựa. Và có một công việc để làm, chữ này gọi là chữ cam nhé. Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi ta có một mảnh đất trị giá, thổ là đất mà, trị giá 8 tỷ, và có một công việc để làm, hết. Thế là hạnh phúc. Các bạn nhớ nhé, chữ cam này rất giống một chữ khác chúng ta đã từng học. Chữ này chữ thiên là nghìn này. Chẹn là nghìn này. Thế bây giờ làm sao để tách bạch được hai cái chữ này? Thì bảo thiên chéo căng song song, hết. Vậy thôi. Về chữ này tiếp. Ta có chữ tử, ất, móc, gạch ngang. Tử này có nghĩa là gì? Tử. Tôi tên là Sơn Bản Hạnh Tử, nói là ủa chéo sang bẩn xin tử. Ví dụ nhé. Thử có đi. Ủa chéo sang bẩn xin tử. Ủa chéo sang bẩn xin tử. Tôi tên là Sơn Bản Hạnh Tử. Trong bài thì có một số từ rất quan trọng nhưng họ lại không đề cập đến. Mà ngày hôm nay thì chúng ta cần phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là hỏi được số điện thoại. Nì tài tiên khoa khoa mạng sư tùa sở. Và phải trả lời số điện thoại. Ví dụ, của tài tiên khoa khoa mạng sư. Số điện thoại của tôi là 0943 160943 164. Ví dụ thế. Và một mẫu câu nữa bắt buộc mình trả lời được và phải hỏi được. Đó là nì chu nè, cậu sống ở đâu? Ví dụ, câu trả lời sẽ là ủa chu khứa nè, tôi sống ở Hà Nội, khu Mấy Lũ, phố Hồng Mai, Y Bảo, Ủ Sư Liêu, Xiang, ngõ 156, Sứ Khảo, nhà số 10. Ví dụ như thế thì chúng ta phải giải quyết được. Vậy người ta ở trong sách người ta đã đưa ra còn bị thiếu. Chúng ta cần phải giới con đường là gì, lúc, đúng không? Phố gì, đúng không? Đường gì. Vậy lúc các bạn viết như sau. Bộ túc, chỉ và bộ khẩu, cái này gọi là lúc, hay gọi là lộ. Đường là phải có gì? Có bước chân đi, bộ túc. Người ta đi lại, chỉ là đi lại gần. Người ta nói vài câu linh tinh nhỉ? Đúng không? Lũ được con đường. Thế người ngõ thì nói nè. Ngõ người ta chập, bát, tị. Cái này người ta gọi là xem. Là ngõ nhỉ? À. Thì gồm bộ gì? Bộ chập, bát. Và dưới bộ gì? Bộ tị. Rắn. Nếu ba chấm thủy đằng trước ấy, thì chính là ra cái chữ cảng là đã học một bài trước. Cảng bi đôi đồng công chính nhá. Xem là ngõ. Thế còn số nhà của mình sẽ là gì? Là khọ. Khọ là số nhà. Thế còn nếu mà bạn nào nhà nghèo thì có thêm ngách, ngách đúng không? Thì cái này người ta gọi xẻo xem. Như này. Xẻo xem. Tức là gì? Là ngách. Đó, nhà bạn nào nghèo thì cũng có cái ngách. Nếu có một số bạn thì lại không ở nhà đất, có thể ở chung cư đúng không? Thì có người có dùng chữ truy. Là chữ khu, khu linh đàm, lỉnh tháng truy. Ví dụ thế.
hoặc là ví dụ ở Time City chẳng hạn, đúng không? Xứ gian trấn, thành phố thời gian chẳng hạn, xứ gian trấn sử chẳng hạn, đúng không? Thì sau sau đó có thể có thêm có một cái từ nữa là từ từ trấn và tầng, đúng không? Hoặc là ví dụ như là T18 chẳng hạn, T13, T13 lầu, tòa nhà T18. Thế còn ví dụ như kiểu là tầng 8 thì T3 trấn, đúng không? Trấn, trấn viết là bộ thi, ở dưới là bộ tư, tạo là trấn. Trên thi dưới vân, thi là thi thể, thân thể của mình ở đâu, ở trên tầng, tầng mây, vân là đám mây. T3 trấn, tôi ở tầng 8 chẳng hạn, phòng 1609, giao liều lính triệu học, ví dụ thế. Phòng 1609, thế là xong. Khi mà chúng ta học được cái bài này, chúng ta cần phải biết được số điện thoại và địa chỉ nhà làm sao cho chính xác. Nội dung của bài nó tóm tắt tổng hợp lại, cái đấy là cái quan trọng nhất. Trên đây thì tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm bài 11 của giáo trình án ngữ 1. Sau cái phần này đọc, cả phần viết này sẽ còn cả phần đọc này, phần làm bài tập nữa, tôi hướng dẫn cho các bạn tất. Thì các bạn chỉ cần xem, làm theo tất cả thì tôi hướng dẫn, rồi đang đáp án, đăng cái bài tập của bạn lên trên nhóm học tiếng Trung online, tôi chấm điểm, đã giỏi thôi. Này, có một số bạn bảo bài 11 em thấy, ngày 2 không thấy đâu. Thì lý do tại sao? Đây là chương trình học tiếng Trung online có phí. Thì nếu mà các bạn muốn đầy đủ từ tháng 1 cho đến tháng 4 lại được tôi chấm điểm chữa bài để vào nhóm học tiếng Trung online, thì các bạn nộp 500.000 gửi vào tài khoản bên trung tâm tiếng Trung.vn. Và sau đó thì các bạn sẽ được tham gia cái lớp học tiếng Trung online đó và nhận được tất cả tài liệu. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với giáo trình Hán ngữ 1 bài 11. Bước 1, các bạn sẽ đọc qua từ mới cùng mình. 问, 职员, 办公室, 办公, 找, 在, 家, 呢, 住, 楼, 门, 号, 知道, 电话, 电话, 号码, 零, 三本性质. Bước 2, các bạn quay về với phần bài khóa. 请问, 这是办公室吗? 请问, xin hỏi. 这是办公室吗? Đây có phải là văn phòng không? 是, đúng. 你找谁? Ông tìm ai? 王老师在吗? Thầy giáo Vương có đấy không? 他不在, ông ta không có mặt. 他在家呢? Ông ta ở nhà rồi. 他住哪? Ông ta sống ở đâu? 他住18楼, 七门12号. Ông ta sống ở tòa nhà số 18, cửa số 7, nhà số 12. 您知道他的电话号码吗? Ông có biết số điện thoại của ông ta không? 知道, biết. 623-10894, trong số điện thoại, biển số xe, chúng ta không đọc là y mà chúng ta sẽ đọc là yao. 谢谢您, cảm ơn ông. 不客气, đừng khách khí. Bước 2, chúng ta quay lại phần từ mới. 问 là hỏi. Xin hỏi, 请问, 职员 là nhân viên. 你是职员吗? Bạn phải là nhân viên không? 他在办公室呢? Ông ta đang ở văn phòng đó. 办公 là làm việc. 找 là tìm kiếm. 你找谁? Bạn tìm ai? 我找王老师, tôi tìm thầy giáo Vương. 他在家呢? Ông ta ở nhà rồi. 他住哪? Ông ta sống ở đâu? 他住18楼, ông ta sống ở tòa nhà số 18. 七门, cửa số 7. 十二号, số nhà 12. 您知道他的电话号码吗? Ông có biết số điện thoại của ông ta không? 知道, biết. 他的电话号码是多少? Số điện thoại của ông ta là bao nhiêu? 623-10894 623-10894. 谢谢您, cảm ơn ông. 不客气, đừng khách khí. 我的电话号码是, số điện thoại của tôi là 0943 169 184. Số điện thoại tôi là 0943 169 184, ví dụ vậy. 我不是山本性质, tôi không phải là sơn bản hành tử. Với mỗi một câu tôi đọc đó, các bạn tự viết ra thành một câu chữ Hán đàng hoàng. Như vậy chúng ta đi được tốt được cả phần nói lẫn cả phần viết. Tiếp theo các bạn chuyển sang phần chú thích. Chỉnh quận có nghĩa là xin hỏi. Tha chai chia nơ, ông ta đang ở nhà đó. Nín là ông là ngài. Cháu vào buổi sáng, nín chào. Cháu bình thường, nín khỏ. Số 0, lính. Chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp. Cách sắp xếp trong tiếng Hán thì cũng giống tiếng Việt. Chủ ngữ trước, vị ngữ sau. Cái này chúng ta không cần quan tâm nhiều. Bởi vì nó cũng giống tiếng Việt mình. Ní khỏ, xin chào. Ủa chú ý kháng, tôi đi ngân hàng. Tung xứ quay vị trí, câu vị ngữ động từ là loại câu mà thành phần vị ngữ được tạo bởi một động từ hoặc một cụm động từ. Tại ví dụ, của xế xí khả nguy, tôi học tập tiếng Hán, chủ ngữ là của,
Vị ngữ là xuế xí khan vị. Trong vị ngữ đó có động từ hạt nhân xuế xí. Vậy thì người ta nói là câu được câu vị ngữ động từ. Đằng sau động từ xuế xí là khan vị, đứng vai trò làm tân ngữ. Tân ngữ là gì? Tân ngữ là thành phần đứng sau động từ và bị chịu sự tác động của động từ. Khan vị bị tác động bởi xuế xí, vậy nó là tân ngữ. Tha chư mỉ phạn, cô ta ăn cơm. Chủ ngữ tha, vị ngữ chư mỉ phạn. Trong vị ngữ đó động từ hạt nhân chư mỉ phạn là tân ngữ. Ủa bú chỉ thú sụ quả, tôi không đi thư viện. Hao mà tú phản, cách đọc con số thì bạn đọc lần lượt từng số lên. Liệu ở san giao lính ba triệu sự số ba lầu tòa nhà số 18, sư mến cửa số 4, ba khảo nhà số 8, giao ba giao khảo phòng 181, ơ giao ơ khảo phòng 212. Trong cái mã số thứ tự ta không bao giờ dùng lẻ mà phải đọc là ở. Còn khi nói khối lượng dưới 10 bắt buộc bạn phải dùng lẻ. Ví dụ thì ai chỉ cơ đấn lận em yêu mấy thằng rồi, của ai lẻ cơ đấn lận em yêu hai thằng rồi, ví dụ thế. Các con số giống nhau thì không chơi trò đáp bồ như tiếng Anh mà các bạn đọc lần lượt từng số một. Liêu liêu lính lính sư giao giao ơ khọ. Chúng ta đi tiếp hai mẫu câu. Khi hỏi ước lượng cảm thấy dưới 10 thì bạn hỏi là chỉ khảo, còn cảm thấy nó số lượng nó rất là đông thì bạn dùng tua sọc. Ví dụ thì chú chỉ khảo bạn sống nhà số mấy, thì tập tiên khoa ho mà số tua sọc số điện thoại là bao nhiêu. Chúng ta đi tiếp phần bài tập ngữ âm. Tú su thú su chia su xỉa su chào mến chào rèn bù hờ bù hờ khơ chi khở chi bú quơ bù quơ. Khi có chữ r đầu lưỡi cong lại khi kết thúc âm nha. Y điểm ý chia cha điểm yếu điểm chu nà chu trợ phảng biên hảo điểm chi sân chữ nhớ chữ hán nhớ từ mới xỉa khản chữ viết chữ hán tú cửa vấn đọc bài khóa thinh lưu in nghe băng thinh in yue nghe nhạc chu lên xí làm bài tập chi sang điện đi cửa hàng mải tung xị mua đồ khản điện ảnh xem phim khan tiên sư xem tivi táo quảng chiếu chơi môn tennis thi chú chiếu đá bóng san chinh sủy siêu sơn thanh thủy tú phong chính mỹ lệ phong cảnh mỹ lệ bảo khu khoán trịnh bảo vệ môi trường pha trản chính trị phát triển kinh tế léo chìa Trung Quốc hiểu biết tìm hiểu về Trung Quốc xuế xí khan ủy học tập tiếng Hán cha chiến thoán chía tăng cường đoàn kết chân chín hiểu ý tăng cường hữu nghị xen sợ cu nẹ can chinh chinh chủ sớm mắc sứ khẩu lén khoại miếng sự nì mân ủa mân chảo sạng hoảng sạng chưa cỡ ti phạm chưa mở peo leng. Nhận biết đọc chữ Hán cháu lão sư chào rấn chào thúng xuế cháu lão sư tìm thầy giáo chào đến tìm bạn chào thúng xuế tìm bạn học chào đến là tìm người chào hứng hiểu tìm bạn cháu cần sự tìm quyền vợ chào su tìm sách chạy chia ở nhà chạy xuế xẹo ở trường học chạy treo sự ở lớp học chạy sứ tháng ở nhà ăn chạy su sửa ở ký túc xá chạy ban cung sự ở văn phòng ủa chữ tạo tôi biết nì chữ tạo bạn biết tha chữ tạo anh ta biết tâu chư tạo đều biết bu chư tạo không biết chư tao ma biết không. Trả lời câu hỏi nì sư liếu xế sân ma của sư liếu xế sân bạn phải lưu học sinh không tôi là lưu học sinh nì xế xí sớm ma bạn học tập cái gì của xế xí kha nủy tôi học tập tiếng Hán nì chu nà bạn sống ở đâu của chu khứa nè tôi sống ở Hà Nội nì chu tua sảo khảo bạn sống nhà số bao nhiêu của chu ơ sứ khảo tôi sống ở nhà số 20 thì tại tiên khoa khao mà sư tua xảo số điện thoại của bạn là bao nhiêu của tại tiên khoa khao mà sư số điện thoại của tôi là lính triệu sư san giao liêu triệu giao ba sư 0943169184. Hội thoại đầu tiên chỉ quên xin hỏi quảng lão sư chạy chia ma quảng lão sư chạy ma thầy giáo Vương có đấy không thà bú chạy ông ta không có mặt thà chạy chia nữa ông ta ở nhà rồi thà chu nạ ông ta sống ở đâu thà chu ơ mẫn sứ khảo ông ta sống ở cửa số 2 nhà số 10 nì tờ tiên khoa khảo mà sư tu ở xảo số điện thoại của bạn là bao nhiêu liêu ơ san giao lính ơ liêu liêu ba ba
Trên đây tiếng Trung .vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn bài số 11 của giáo trình Hán ngữ 1. Nó còn một chút nữa các cái từ số điện thoại thường dùng của người Trung Quốc. Ví dụ dịch vụ tra số điện thoại 114 cảnh sát, 110 dự báo thời tiết, 120 cứu hỏa, 119 và cấp cứu, 120. Việc các bạn về nhà đọc 5 lần từ mới và bài khóa lần thứ 6, up lên YouTube, gửi link vào nhóm học tiếng Trung online để tôi chấm điểm cho các bạn. Việc số 2 là các bạn sẽ giải quyết cho tôi cái việc là làm bài tập của bài 11, sau đó kiểm tra với đáp án của tôi và cũng up lên trên nhóm để tôi chấm điểm. Nội dung của bài khóa thì các bạn viết chính tả từng câu một dựa theo cái đĩa MP3 các bài khóa từ Hán 1 đến 6 mà các bạn mua tại trên trung tâm tiếng Trung .vn. Tuy nhiên đây tôi xin trả lời một câu hỏi là có bạn là hỏi là tại sao bài 10 thì em thấy ở trên kênh của thầy Phạm Hương Châu mà bài 11 lại không thấy đâu, 12 thấy, 13 lại không thấy đâu, là bởi vì cái chương trình này chúng tôi áp dụng cho các bạn học viên đã đóng tiền cho cái lớp học tiếng Trung online, nên là với các bạn mà xem free không nhìn thấy hết được, chỉ có những cái bạn mà đăng ký khóa học tiếng Trung online của chúng tôi thì mới xem được toàn bộ trọn vẹn đầy đủ, và khối lượng trọn vẹn đầy đủ thì thường là nó gấp 3 hoặc gấp 4 so với cả cái khối lượng mà các bạn xem miễn phí được nhìn thấy ở trên kênh tiếng Trung .vn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.